anh xong việc rồi à? Em học của bộ Nam đấy. Nhưng chắc không ngon bằng. Thôi, anh ăn cơm nhá. Em mời anh. Sao tự nhiên lại về? Anh không bằng lòng với việc em ở lại. Để anh không vui, em cũng không yên tâm. Không cần. Người trên 18 tuổi là trưởng thành rồi. Có phải trẻ con đâu. Không phải lo. Ngon đấy. Anh ăn thêm đi. Từ giờ em sẽ ở nhà, sẽ nấu cơm phục vụ anh. Anh thích thế nào em sẽ làm đúng thế đấy. Thôi ăn đi. Nói xong. Thế thằng Bảo thằng này thế nào? Ngày nào anh cũng buồn với ông ấy. Anh lại còn hỏi em. Ý của anh là em ở với nó thì phải khuyên đủ nó, chứ cứ lêu lỏng mãi không được đâu. Em chịu. Anh đi mà khuyên. Đoán được ngày hôm nay chú gọi cháu lên đây là vì chuyện gì không nào? Dạ, cháu chịu ạ, cháu không đoán được. Hôm qua sếp Vinh có đến trường xem cháu bảo vệ tốt nghiệp và rất ấn tượng với cháu. Chính vì thế sếp Vinh sẽ cho cháu một cơ hội được ký hợp đồng thử việc với công ty. Chú nói thật ạ? Đây là may mắn của cháu. Chú tin nó sẽ thay đổi cuộc đời của cháu đấy. Nhưng cháu biết bài khóa luận của cháu còn rất nhiều thiếu sót. Hơn nữa có rất nhiều bạn cùng khóa cháu rất giỏi ạ. Học giỏi chỉ là điều kiện đầu tiên, nhưng mà khi vào thực tế chưa chắc đã xử lý tốt được công việc. Sếp Vinh lại đang để ý đến câu chuyện vượt khó của hai anh em. Hãy nắm bắt cơ hội nhé. À, làm gì mà ngồi thần mặt ra thế? Dạ không ạ. Ui thôi, ông đứng dậy đi để tôi rửa cho. Thôi để em rửa. Em ngồi đây hóng gió, em rửa luôn mà. Ui trời, rửa nhanh lên rồi bà mà nghỉ đi nhá. Anh vào nghỉ đi ạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Vâng. Thằng Bơm nhà cháu bảo vệ luận án tốt nghiệp xong rồi ạ. Chắc chắn là xếp loại xuất sắc ạ. À, em nó cũng mới về. Thế để mai cháu đưa em nó sang chào cô nhá. Dạ vâng, thế cô nhá. Cái chỗ anh nhờ xin việc cho em ấy, chỗ cô Thanh ấy, người ta vừa gọi giục. Ngày mai sang gặp cô ấy tí nhá. Vâng ạ. Định ở lại thật à? Hối hận không? Hỏi thế thôi, hối hận cái gì, cười cái lời này cười ấy. Về là đúng rồi. Sao mày lại quay lại đây? Nhớ tao quá đúng không? Tao đưa thằng Dũng lên đi làm. Ui, thế á? Phải. Mày quyết định rồi à? Bố ơi, con có ít quà biểu bố. Các anh cứ vẽ. Đúng ý nguyện của bé đấy nhá. Nào, em có còn trẻ con nữa đâu. Sao chị cũng suốt ngày xoa đầu em đấy. Phải khao thôi Dũng ơi. Em bán xe anh đi khao nhá. Tối nay quẩy luôn. Mai tao về cũng được. Có mày về cùng, mẹ ta không tác động vật lý đâu. Bố ơi, con không về nữa. Con sẽ ở lại đây với thằng Dũng. Thế ở mấy hôm? Ở luôn ạ. Thế à? Vâng.
Đã thế, tao không về nữa, ở lại đây luôn. Xin chào. Dạ, em chào sếp Viên ạ. Giới thiệu với mọi người, Dũng sẽ quay trở lại phòng kinh doanh làm việc với chúng ta. Mọi người đều đã thân quen cả rồi, nên không có khách sáo nữa nhá. Em rất mong các anh chị chiều cố và giúp đỡ em ạ. Chị nghe sếp Vinh nói là khóa luận của em đã chỉ ra rất nhiều những mặt hạn chế mà chiến lược marketing bọn chị đang xây dựng. Còn đang chờ em về để được hỗ trợ đấy chứ. Dạ, em không dám đâu ạ. Dũng có mong muốn hay yêu cầu gì không? Dạ không ạ. Sếp có việc gì thì sếp cứ giao cho em ạ. Vậy cậu xuống kho, mang kiện hàng mẫu máy lọc không khí lên đây. Chiều khách hàng muốn xem. Mọi người làm việc đi. Chị ơi. Còn gì nữa? Dạ. Kho ở đâu ạ? Xuống dưới, rẽ trái. Dạ, em cảm ơn ạ. Em đi luôn đấy ạ. Anh ngu. Em đã bảo đừng vào đây rồi cơ mà. Anh có điều gì muốn dặn dò em về trường hợp của Dũng không? Dặn gì nhỉ? Em đang hơi băn khoăn về trường hợp này, không biết phải ứng xử thế nào. Thì cậu ấy là nhân viên của em, theo đúng quy định mà làm thôi. Một sinh viên vừa mới ra trường, không quá xuất sắc, cũng chưa có kinh nghiệm gì cả, mà lại được chính giám đốc đích thân đến tận nơi mời về làm, lại còn được tổ chức một buổi phỏng vấn công kênh nữa. Thôi, đừng có trêu anh. Cậu ấy là sinh viên trường anh. Thầy giáo của Dũng cũng là thầy giáo của anh, làm sao mà từ chối được. Này, em bắt nạt anh đi à? Thế nào, thế việc của nó ổn rồi, thế vẫn tính ở lại chứ hả? Vâng, chưa hoàn toàn yên tâm được bố ạ. Họ mới đi làm, không biết là môi trường ở đây có tốt không, bạn bè đồng nghiệp có đối xử với nó tử tế không. Mà bố cũng biết đấy, thằng này từ bé đã nhút nhát, dễ bị người khác bắt nạt lắm. Anh lo cho nó. Thế anh có làm thay hộ nó được không? Phải để cho nó tự xoay sở, nó mới khôn lên được. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin, vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Có làm được không? Tao làm được. Anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế. Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không khó. Làm giàu không khó. Tỉnh ngộ đi, đừng ngu ngốc nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.